Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Gaming Star của mình. Ok anh em, thì ở cái video ngày hôm nay mình sẽ review con ST Mario Mandzukic, một tiền đạo chỉ mới vừa giải nghệ trong năm nay thôi anh em. Anh giải nghệ ở cái tuổi 35 trong màu áo của AC Milan. Con này thì anh em hoàn toàn nhận free sau khi hoàn thành xong cái chấp 2. Ok, giờ thì mình sẽ đi xem chỉ số nha. Mức over và rank up thì mình vẫn giữ nguyên, với over là 100 và rank up là 6. Con này thì sử dụng skill boss là Target Man, và hiện tại thì skill boss này của mình đang ở mức level 15. Ngoài vị trí sở trường là ST thì Mandzukic cũng có thể chơi được ở vị trí CF, LF, RF, LVK, RVK và CM. Nhìn vào những chỉ số chung của Mandzukic thì nổi bật là hai chỉ số về dứt điểm và thể chất, còn những chỉ số còn lại thì cũng không quá là cao. Đi vào chi tiết về chỉ số của Mandzukic, với skill boss là Target Man thì Mandzukic sẽ được buff 5 chỉ số. Đó là những chỉ số về tốc độ là 109, một tốc độ có thể nói là thấp so với một cầu thủ chơi ở vị trí ST. Chỉ số về dứt điểm và sút volley đều nằm ở mức 140. Và hai chỉ số về đánh đầu và sức mạnh cũng nằm ở mức 140. Ok, nhìn chung thì chủ yếu buff cho Mandzukic về dứt điểm và đánh đầu thôi anh em. Ngoài ra thì còn một vài chỉ số cũng rất đáng chú ý. Đó là về lực sút là 137 và chọn vị trí là 129. Còn về thể hình thì Mandzukic cao 1m9 và nặng là 85kg. Một thể hình tương đối đẹp cho một vị trí ST. Sử dụng skill là Hell to Hell. Bên cạnh đó thì còn được buff thêm 4 chỉ số ẩn. Đó là chỉ số về tranh chấp, tinh tế, đánh đầu mạnh và sút bóng bằng má ngoài. Ok, nhìn chung thì mình nghĩ Mandzukic sẽ là một mẫu tiền đạo cổ điển, chủ yếu là làm tường, chớp thời cơ để tung ra những cái pha dứt điểm. Giờ thì mình sẽ đi vào những trận đấu VSA và Hit to Hit để xem là trong in-game Mandzukic sẽ chơi như thế nào nha. Ok, let's go. Still
Ok anh em, thì sau một vài những cái trận đấu với SA và Hit to Hit thì mình thấy rằng Man United có một số cái điểm mạnh. Như là về sút thì Man United sút bóng rất là lực, bóng đi căng. Nhưng mà những pha cứu lòng thì hiệu quả của nó lại không cao. Với một thể hình tương đối lý tưởng và được bước thêm chỉ số ẩn về tranh chấp thì Man United làm tường cũng rất là tốt. Về phần đánh đầu thì đây có thể là điểm mạnh nhất của Man United rồi. Còn được bước thêm chỉ số ẩn về đánh đầu mạnh nữa. Rất là thích hợp với anh em nào chơi tạt cánh đánh đầu. Một số điểm mình chưa ưng ở Man United, đầu tiên đó là về tốc độ. Tốc độ có thể nói là chậm so với một cầu thủ chơi ở vị trí ST. Kiểm soát bóng và đe dọa bóng thì cũng không phải là mượt lắm. Và cũng thường lùi về rất là sâu. Ok, nhìn chung thì mình nghĩ đây là một con ST dùng tạm thôi anh em. Chứ để mà dùng dài lâu thì mình không đánh giá cao con này. Trên thang điểm 10 thì mình sẽ chấm cho Man United là 8,5 trên 10. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu anh em nào thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy để lại cho mình một like cộng với một đăng ký để mình nhanh chóng đạt được 1.000 subscribe nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye anh em.